Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2019, tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu giữa Trường Đại học Công nghiệp Vinh và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam nhằm chia sẻ về quá trình tham gia phong trào kháng chiến cứu nước trong thời chiến cũng như định hướng khởi nghiệp trong thời bình. Tới tham dự buổi giao lưu, có các đồng chí trong Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường Đại học Công nghiệp Vinh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên của nhà trường tại buổi giao lưu hiệu trưởng trường đại học công nghiệp vinh tiến sĩ trần mạnh hà đã tóm tắt về quá trình phát triển của nhà trường và báo cáo những hoạt động thành quả đã đạt được của trường từ khi thành lập đến nay bên cạnh đó các đồng chí lãnh đạo ban chấp hành hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam đã giao lưu chia sẻ về quá trình tham gia phong trào kháng chiến cứu nước trong thời chiến cũng như quá trình khởi nghiệp xây dựng kinh tế trong thời bình Nhà trường vinh dự khi được đồng chí Lê Văn Kiểm, anh hùng lao động, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, chia sẻ về kinh nghiệm và quá trình lập nghiệp sau giải phóng. Ngoài ra, đồng chí đã có những lời nhắn nhủ tới các bạn sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam, phải biết uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn những người đã đem lại cho mình kiến thức, những người đã nuôi dạy mình và điều quan trọng trong kinh doanh là phải biết giữ chữ tín, luôn phải khiêm tốn, học hỏi, phấn đấu hết mình buổi gặp gỡ giao lưu đã bồi dưỡng bổ sung thêm kiến thức và chia sẻ định hướng kinh nghiệm thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống đối với sinh viên trường đại học công nghiệp vinh nói riêng và sinh viên cả nước nói chung trong công cuộc xây dựng và phát triển nền giáo dục kinh tế nước nhà